Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Trước mắt cô chú anh chị là vòng xoay An Lạc thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân. Xin giới thiệu với cô chú anh chị một dãy nhà mặt tiền đường quốc lộ 1A đoạn qua phường An Lạc, quận Bình Tân. Vị trí gần với vòng xoay An Lạc và siêu thị Big C đang có nhu cầu bán. Với tổng diện tích là 1.600m2, với chiều ngang là 23m và chiều dài là 72m. Hiện trạng cấp 4, đang cho thuê 120 triệu đồng một tháng. Về pháp lý thì sổ hồng cá nhân đứng tên, giấy tờ đầy đủ để công chứng mua bán. Và hiện tại đang được gia chủ chào bán là 70 tỷ, còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp về số điện thoại 078 75 72 158, số điện thoại có Zalo và Viber để em gửi giấy tờ cũng như là trao đổi thêm thông tin đến cô chú anh chị tham khảo.